Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Xin chào Trang Trần. Hôm nay Phước Sửu và Trang Trần sẽ thoát sau nói về một cái đề tài mà tất cả những cái nhà môi giới, những cái anh chị em gọi là về nghề môi giới bất động sản thì cần và luôn phát triển bản thân để cập nhật với lại thị trường, cập nhật với tình hình bất động sản, cập nhật công nghệ 4.0 để mình có thể là làm tốt hơn công việc của mình trong năm 2024 này. Thì một cái đề tài mà Phước Sửu và mọi người đang muốn hướng đến cho quý anh chị là để tồn tại trong năm 2024 thì môi giới bất động sản cần làm những gì? Thì chị Trang Trần có thể là chia sẻ cho mọi người biết được một người môi giới bất động sản thì nên cần làm những việc gì? Một người môi giới bất động sản thì chúng ta nên, thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu thị trường và nắm thị trường. Nắm rõ thị trường có những cái sản phẩm dịch vụ gì đó, và nhu cầu khách hàng là sẽ có những cái nhu cầu gì ở những lĩnh vực nào và khu vực nào, thì là sản phẩm nào nó phù hợp đó. Rồi đánh giá thị trường chị ha, đánh giá thị trường cho nó rõ hơn. Dạ. Rồi, và cái thứ hai đó là mình phải xây dựng cho mình một mạng lưới. Dạ. Ngoài mạng lưới gọi là mạng lưới về khách hàng tiềm năng là những cái data gọi là khách hàng của mình, thì mình còn phải xây dựng cho mình một cái mạng lưới về những cái người mà anh em gọi là team của mình, sẽ làm cho cái team mình một team gọi là cực kỳ chuyên nghiệp, có đầy đủ những kiến thức, phẩm chất, đạo đức và đặc biệt sử dụng những công nghệ bất động sản thành thạo, thì sẽ là chiến thắng trong thời điểm này thôi. Và cái thứ ba là chúng ta phải học hỏi người đi trước. Người đi trước ở thế hệ trước luôn luôn có những cái kinh nghiệm tuyệt vời, bởi vì họ đã kinh qua, đã trải qua, thì họ sẽ chắt lọc được những cái tinh hoa, những cái kinh nghiệm, thì thế hệ sau của chúng ta nên học hỏi. Chính xác các chị Trang Trần, họ đã mất thời gian có khi là vài chục năm để họ đúc kết những cái kinh nghiệm. Mình là người va chạm, mình có thể là kết nối với họ thì mình sẽ học hỏi một cách nhanh chóng mà không mất một đồng phí nào, không chị? Dạ, đúng rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải phát triển cái kỹ năng của mình, phải phát triển bản thân. Thì kỹ năng của chúng ta, mỗi bản thân thì chúng ta cần phát triển một số kỹ năng sau đây. Kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng thuyết phục khách hàng nè, rồi kỹ năng chốt deal hiệu quả nè. Đó là một số kỹ năng mà chúng ta cần phải học hỏi và áp dụng nó trong quá trình giới thiệu sản phẩm cũng như là thương lượng cũng như là chốt deal với khách hàng. Tuyệt vời. Và đặc biệt nên có một cơ sở pháp lý am hiểu toàn bộ. Đối với những bất động sản liền thổ có sổ hồng sổ đỏ thì mình có thể đọc đầy đủ tất cả những cái chi tiết trong cuốn sổ hồng. Đối với những bất động sản gọi là hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì mình phải chi tiết đầy đủ và hiểu rõ để tránh cái trường hợp gọi là bán những cái sản phẩm do những chủ đầu tư gọi là lừa đảo trong thời điểm vừa qua. Và đặc biệt những cái bất động sản gọi là nghỉ dưỡng, gọi là với một cái sự sở hữu là 50 năm hay là sở hữu lâu dài, thì mình phải đọc hiểu rõ và phân tích đưa cho khách hàng ngay từ đầu để tránh sự hiểu nhầm, sau này sẽ tránh sự thiệt thòi cho khách hàng. Nên về pháp lý phải đọc hiểu rõ, an toàn và tự ngẫm nghĩ cho bản thân khi nào mà tốt nhất thì mới có thể truyền với khách hàng. Và chúng ta phải nắm rõ cái luật kinh doanh bất động sản đó. Đó là một cái sự an toàn mà một người môi giới phải mang lại cho khách hàng. Đúng rồi. Rồi cái ý tiếp theo và một nghề môi giới phải tiếp thu và hoàn thiện bản thân, đó là ý kiến như thế nào vậy theo chị? Ngoài cái việc nâng cao cái những cái kiến thức thì chúng ta phải xây dựng được cái thương hiệu riêng cho mình đó. Theo như chị Trang thì chị, bước đầu tiên chị làm cái việc gọi là xây dựng thương hiệu bằng cách nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người cũng có được cái cách xây dựng cái thương hiệu cá nhân của chị không? Việc xây dựng thương hiệu cá nhân thì mỗi người sẽ có một cái bản sắc riêng, thì chúng ta hãy thể hiện chính cái bản sắc của mình. Ví dụ bạn là người thật thà thì bạn cứ là người thật thà, và bạn cung cấp những cái sản phẩm mà nó đúng chất lượng, nó đúng cái giá cả,
mà nó thể hiện cái sự chân thành của bạn, thì đó là một trong những cách mà bạn xây dựng thương hiệu. Và bạn phải biết, phải trong cái thời hệ, giai đoạn mà phát triển hiện nay, thì cái công nghệ 4.0 cực kỳ phát triển, và cái việc mà giao tiếp với khách hàng online là một cái vấn đề mà bạn luôn luôn phải thể hiện. Bởi vì khi mà bạn bán một sản phẩm thì khách hàng phải biết bạn là ai, phải có niềm tin thì họ mới tìm đến bạn. Chính xác. Dạ. Thời điểm bây giờ video marketing online là lên ngôi, nên quý anh chị nên sử dụng toàn bộ những cái ngôn ngữ hình ảnh thông qua video marketing online để truyền đạt đến khách hàng bằng cách là YouTube, TikTok, Facebook và Instagram, thì có khá nhiều những cái chương trình như vậy sẽ đem đến cho quý khách hàng nhiều thông tin mà quý khách hàng không cần phải là đọc, tìm hiểu và gọi là đi xem thực tế nữa, bởi vì cái bước họ đi xem là bước cuối cùng để ra quyết định thôi. Và một cái điểm cuối cùng là các bạn luôn luôn nhớ, cần nhớ là phải học hỏi, luôn luôn học hỏi mỗi ngày để phát triển và cập nhật những cái thông tin về công nghệ cũng như là pháp lý, cũng như là thị trường bất động sản Việt Nam và thế giới, để mà chúng ta áp dụng những cái thông tin đó vào cái lĩnh vực của mình. Gần đây là về có gọi là dự thảo về luật đất đai, thì mình phải đọc hiểu và có lòng tóm tắt tích gọn lại những cái gì dự thảo của luật đất đai này nó có phù hợp hay không, và nó sẽ xuyên suốt và nó có thể là áp dụng trong tình hình bất động sản như thế nào, thì mình nên cập nhật theo như chị Trang Trần nói ha. Dạ đúng rồi, đó là những cái lời khuyên để mà một người môi giới bất động sản thành công nha các bạn. Đúng rồi, ngoài ra thì quý anh chị còn phải là rèn một cái tính gọi là kiên nhẫn, quyết tâm, không bao giờ lùi bước. Chị Trang Trần có suy nghĩ điều đó là thiết thực hay không? Vô cùng thiết thực. Ở bất cứ một cái nghề nào thì luôn luôn cần một cái sự kiên trì, và nghề nào nó cũng có khó khăn riêng của nó. Khi bạn kiên trì vượt qua cái khó khăn đó là bạn đã bước lên một cái level cao hơn rồi. Chính xác. Như Phước Sửu mới vào nghề thì hơn 6 tháng đến 8 tháng không có một giao dịch bất động sản xảy ra, và tưởng chừng như là mình bỏ cuộc rồi. Và sau khi mà vượt qua tất cả những khó khăn như vậy thì những cái điều đầu tiên đã đến và nó sẽ liên tục luôn. Thì cũng tới đó mình mới vượt qua, mình mới có thể một lần là có duyên. Và trong những cái thời gian khó khăn vào những cái năm trước và những cái năm 2010, 11, 12 thì cũng giống như thời điểm bây giờ, thời điểm bất động sản khó khăn thì gần như là 6 tháng 1 năm không có cái cơ hội để ký hợp đồng chốt deal luôn, thì vẫn đam mê bất động sản với tinh thần bất động sản là bất diệt, nên là sẽ không có trường hợp là bỏ nghề hay là gọi là sẽ di chuyển thành một cái khác. Các bạn cần phải có đam mê, đam mê là nhất. Tuyệt vời. Cảm ơn chị Trang Trần. Một cái thốt sâu nói về một cái chủ đề gọi là những kiến thức của nhà môi giới cần có để chuẩn bị cho năm 2024 bứt phá và trở thành thành công chốt đi, và là một cái ngành nghề là kiếm tiền nhiều nhất trong thời điểm ngày hôm nay mà không được dùng vốn, không chị? Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị Trang Trần. Sẽ có hẹn gặp lại mọi người trong nhiều video khác nữa luôn, và có nhiều cái chủ đề và chị Trang Trần và Phước Sửu muốn đem đến cho quý anh chị. Và thông qua những video này thì quý chị mà yêu mến kênh thì nhớ like nè, share, subscribe kênh của Phước Sửu để nhận thêm những cái video giá trị nhất nha. Xin chào. Xin chào. Lại.